mọi người quá dữ. Hello mọi người, hôm nay mời mọi người vào bếp cùng với lại hai anh chàng đảm đang của gia đình mình nấu món nuôi xào với kem sữa và thịt xông khói. Trước tiên là cắt hành tây. Ở đây là một củ hành tây cắt nhỏ và anh vừa cắt vừa khóc. À, xin anh cho ý kiến. Rồi, từ từ cho các bạn coi cái ý của tôi. Là cắt hành sao để đừng khóc. Nói đi. Từ từ. Ok. Rồi, đây là cái dụng cụ để cho cái cắt hành không bị cay đây các bạn. Để tôi nói. Xin lỗi nha. Nhưng mà các bạn muốn biết là bí quyết của tôi, nhưng mà muốn cắt hành mà không có không khóc thì phải đeo kiến bơi đơn giản mà có kết quả. Có điều là không thấy được. Món ăn hôm nay là món ăn nhanh gọn lẹ. Trước tiên là trong một cái chảo cho một ít dầu vào, sau đó là cho một củ hành tây cắt nhỏ vào. Và bên cạnh đó là mình cũng có một cái nồi nước sôi để luộc nuôi. Rồi trong thời gian chờ hành nấu thì ở đây mình cắt thịt muối nha các bạn. Ở đây mình có hai gói thịt muối. Này kêu là smoked bacon 10 brushes, tức là một gói như vậy là 10 lát. Thì mình có hai gói là 20 lát thịt muối. Sau đó bỏ vào trong cái chảo mà có xào hành tây lúc nãy đây. Trộn nó lên. Nấu và đem thêm một chút. Nhìn cái tay điêu luyện của anh đây, anh đang cắt thổi một cách rất là nhuần nhuyễn cho nó nhuyễn ra, mà thấy nó không có nhuyễn, nó còn dính một chùm. Xuất sắc luôn, xuất sắc, excellent. Sau khi mà nấu một hồi thì các bạn thấy là cái thịt nó từ màu đỏ nó chuyển sang tái tái nè. Bỏ cái nước này đi nha các bạn, tại vì cái thịt mình nghĩ là thịt này nó bơm nước vô cho nó nặng ký á. Ra bây giờ mình nấu nước nó ra quá trời. Sau khi nấu một hồi thì hút lấy nước ra rồi thì mình cho tỏi vào, ba cái tỏi băm nhuyễn vào. Sau đó thì mình sẽ cắt khoảng 250 gram nấm. Nấm này nè các bạn. Nấm này không biết nấm gì nữa, chắc nấm mỡ hết hả? Yeah, good, probably. Cắt ra từng lát lát như vậy nè. Yeah, healthy for a little, all good. Sau đó là mình sẽ cho nấm vào xào chung với lại cái thịt muối lúc nãy. Hợp kèm lên. Thêm một ít tiêu. À, tại vì thịt muối nó mặn rồi nên các bạn đừng có cho muối nhiều quá nha. Bông cải xanh cắt theo từng miếng vừa ăn như vậy nè các bạn. Sau đó mình sẽ đem lên hấp. Một món ăn rất là nhanh, gọn lẹ. Nấu cùng một lúc, nuôi, luộc sẵn. Và bên kia là khi mà cái thịt nó chín rồi thì mình sẽ bỏ nuôi vào và bỏ kem sữa vào. Còn cái nồi bên này là mình hấp bông cải xanh. Bao nhiêu phút? Mất bao nhiêu phút thì nó chín? Khoảng 4 phút. Hả? Khoảng 4 phút. Khoảng 4 phút. Bông cải xanh này các bạn hấp khoảng 4 phút là nó sẽ chín nha các bạn. Rồi, sau khi nấu mà thấy nấm với lại thịt muối chín rồi thì bây giờ các bạn sẽ cho vào double cream hoặc là single cream, cái nào cũng được, miễn là cream thôi, không phải là sữa mà là cream. Là kem á, kem sữa. Rồi trộn đều lên.
really thick, this cream, isn't it? Khi nào mà mình thấy kem nó sôi lên và thịt muối nó quyện lại với nhau như vậy thì sau đó mình sẽ tắt bếp. Món ăn tối nay của gia đình mình đã xong đây các bạn. Đây là thịt muối với nấm và kem sữa, con cải xanh và nuôi. Bây giờ mình chỉ cần múc ra đĩa xong rồi mình trộn với nhau thôi. Đây là khi mà bạn làm một cái đĩa bỏ nuôi xuống trước, sau đó các bạn cho kem sữa lên trên. Try sweetheart, you can't not eat either, okay? I know it's painful, my friend, all right? Okay, just try sweet pea. You're gonna have to try it. Đây là sản phẩm sau cùng đây các bạn, nuôi thịt muối và nấm và kem sữa, bên cạnh đó ăn chung với lại con cải xanh. Mình hy vọng các bạn sẽ thích và nấu thử cho gia đình mình ăn nha. Một món nhanh gọn lẹ, chỉ mất khoảng trong vòng chuẩn bị và nấu 20 phút, khoảng 30 phút là xong một bữa ăn. Hẹn gặp lại các bạn vào video clip tiếp theo. Bye.